Lăng Ô Tô xin kính chúc tất cả mọi người có những ngày cuối tuần trong ngày dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương bên cạnh người thân gia đình hạnh phúc, luôn luôn vui khỏe, thành công may mắn. Chúc mọi người có những ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình. Khả năng ô tô thì rất là nhiều xe phục vụ bà con các bác anh chị, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Có những mẫu hatchback như em có Kia Hyundai Getz i10 Morning, rồi thì Matiz cũng có này, mấy chục triệu cũng có. Giá chỉ từ 60 triệu đến hơn 200 triệu thôi, chúng ta sẽ sở hữu được rất là nhiều mẫu xe ở đây. Bà con các bác anh chị nào mà chưa có xe đi lại có thể alo trực tiếp Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đấy, đảo qua thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều Kia Morning các màu, từ màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu đen, rồi màu cả màu xanh thẫm này, rồi ngay kia là màu camber này, dưới kia cũng camber nhập khẩu này. Đấy, rất là nhiều xe để cho bà con lựa chọn nhé. Cửa tiền thì dòng Kia EX này thì nó tầm đời 2019 thì em bán có 238 triệu thôi, còn i10 thì đời 2016 hơn 201 tí. Tất nhiên là xe thì mỗi chiếc mỗi cái, mỗi khác, mỗi nơi mỗi bán một giá, nên anh em cứ đến xem xe thực tế này sẽ biết được chất lượng chiếc xe. Bản đủ có, bản thiếu có nhá. Đây là bản đủ này, i10 bản đủ đây. Bản đủ đời 2014 này. Và phiên bản số tự động, động cơ 1.0 nhá, mang nước sơn màu bạc. Em có hai chiếc số tự động, một chiếc đều là 2014 và 2015. 2015 màu trắng. Em bán là 328 triệu, chiếc này bán 315 triệu. Nói chung là giá trên có giảm cho bà con các anh chị nào nhiệt tình đến xem xe. Đây này, i10 đây, rất là nhiều xe i10 nhé. Ngoài này cũng i10 nhé các bác. Còn hàng dưới nữa, hàng dưới thì i10 sedan này. Ba chiếc i10 sedan này, anh em nhìn không? Màu trắng, màu đỏ. Đời 2016, dưới kia thì 2018. Đấy. Còn bên này thì Vios đợt này cũng dòng hơn 100 triệu này, 140, 150 này, anh em nhiều lắm nhé. Đó, cho bà con lựa chọn, tha hồ lựa chọn luôn. Đây Vios 2016 này. Hay Nubira này có 68 triệu thôi, đời 2002. Corolla G đời 2003, 130 này. Đấy, Vios đời 2015 bên em đang chào bán với mức giá là 316 triệu này, phiên bản E nhé, số sàn nhé. Bản E số sàn đây em đã. Đó. Dưới này thì có Hyundai Elantra, rồi thì Elantra này đời 2011, giá có hơn 209 này. Chiếc này Lancia CDX này. CDX số tự động nhé, đời 2009 bán hơn 240 này. Vios đời 2018 bản 7 túi khí này, biển Hải Phòng, tư nhân chính chủ, khả năng ô tô đây, em đang chào bán mức giá là 370, hơn một chút thôi, anh em nhìn thấy không? Vios đời 2007 này, 150. Antis số tự động đời 2008, tư nhân một chủ từ đầu, hơn 300 một chút, hơn 300 một chút là bán rồi. Đó, đây các bác nhìn đây, còn này là Seti SE số sàn này, rất là nhiều. Hay anh em nhiều tiền hẳn, anh em lấy hẳn con siêu lướt này đi, con Kia Cerato số sàn một chủ từ mới, xe của anh em ở công ty đây, anh em bây giờ đang bí tiền anh em bán đấy. Kia Cerato đời 2018 chính chủ, tên của anh em người công ty nhé, chính chủ luôn, một chủ từ mới, xe đẹp gì hết toàn bộ. Chiếc này bây giờ lăn bánh đời 2020, đời cuối 2021 thì nó khoảng tầm khuôn biển tỉnh thì 600 nhé, 600 biển tỉnh đấy. Bây giờ thì anh em mua đời 2022 chỉ có 600 thôi, 21 thì khoảng tầm 508, nhưng bây giờ em bán ở đây có 420. Có vẻ là anh em rẻ 3 năm mà anh em rẻ hơn 160 triệu không? Đấy. Tiền nào của đấy các bạn. Chiếc này cũng Vios đời thấp này. Có 130 thôi. 130 triệu là bán rồi. i10 2018 này, một chủ từ đầu này. 3637 anh em mua rồi nhá. Số tự động. Đấy, ngoài ra anh em có thể nhìn thấy đằng đây em có Nissan Sunny không? Sunny thì em còn mấy mẫu nữa. Màu đỏ đằng sau nữa kìa. Kia Morning i10 cực kỳ nhiều cho bà con lựa chọn nhé. Các bác cứ đến xem xe thì alo trực tiếp em đăng qua số điện thoại 0326062779. Một ngày thì bọn em bán hàng chục chiếc. Như hôm nay được có 6 chiếc rồi. Này nói phép một tí thì được 6 chiếc rồi. Đấy, anh em người Hà Giang xuống rồi thì người Hải Dương qua, rồi anh em Thái Bình qua. Đấy, rất nhiều người qua mua xe. Đấy, xe đẹp thì có Sunny đây cũng hơn 200 tí này. Innova đời 2017, giá có 406 thôi. Đây là Seti đời 2009 hay 2010 đấy, hơn 200. Đây Vios đời 2015 đây. Có 279 triệu. Đặc biệt siêu xe đẹp ở đây thì có một chiếc xe một chủ từ mới đời 2011 của anh chị người công an thành phố Lào Cai. Đấy, cái này thì nó zin đến từ con ốc một luôn, mà đi được có mấy vạn thôi. Gần chục vạn hay sao ấy, mới đét ốc ác thức mới cứng. Anh em nào có cửa tiền 330 thì anh em lấy chiếc này nhé.
Có những có một chiếc đây màu trắng đây cũng đời 2011 giống như con đấy, nhưng em bán chắc chỉ 280 em bán rồi các bác nhé, 285 triệu là bán đấy, cũng đời 2011 số tự động như vậy, biển Hà Nội tư nhân thôi. Nhưng mà chiếc này cũng chiếc này em phải bán 330 cơ, vì em mua rất là cao, mua vào là gần 315 triệu rồi các bác, nãy một tí thì bán. Đó, ngoài này còn i10 đây các bác nhìn thấy không, i10 màu đỏ đời 2016 này, i10 màu đỏ đời 2016 em đang bán có 218 triệu, 215 triệu là bán cho bà con. Trang bị màn hình cam nồi đầy đủ hết, đang đúc rồi, sơn xi căng bóng sạch sẽ, có dịch vụ nhé. Còn chiếc này thì không dịch vụ đây, chiếc Kia Morning số tự động đời 2011 nhưng nó là bản nhập khẩu nhé. Nhiều anh em cảm thấy nó đắt nhưng mà thực ra nó là hàng này nó hot lắm, hàng này nó đắt lắm. Sơn zin theo xe nhưng mà màu thì sơn lại nhiều lần thôi. Đấy. Thì nó em đang bán chào bán man mức giá là 250. Còn dưới này thì đây các bác nhìn thấy i10 vừa em nói đây. Ba mẫu i10 đây, sedan này, form mới thì 260 này. Form cũ đời 2016 kia thì em bán là có 240 thôi. Hỗ trợ ba loa tên cho bà con này. Đây đây Ugenia đời 2010 đây, xe gia đình. Bán 250. Giá nào cũng bán cho bà con các anh chị nhá. Thiện chí cứ đến alo trực tiếp cả đăng ô tô. Dưới kia còn máy dầu kìa. Rồi thì các dòng xe cỏ có spark nhá. Xem có spark 2010 nhá. 2010 spark 2010 khoảng 90 thôi. 85 triệu là mua được rồi. Đó, nói chung là không đưa giá này cũng chẳng ai bán cả cả. Nhờ anh em cứ vào bình luận giá cao thế giá thấp kế, nhưng mà những chiếc xe không lỗi nó khác, còn xe anh em người ta có những nơi người ta chuyên dọn xe lỗi người ta bán. Chuyên dọn xe lỗi người ta bán thì nó rẻ hơn. Khoảng 30 triệu một chiếc nha bác nhé. 20-30 triệu nên anh em lựa vào. Người ta xóa lỗi hết 10 triệu người ta bán nửa, các bác mất làm 20 ngay đấy, đừng có đùa. Hay đến địa chỉ uy tín nhiều xe một chút thì anh em tha hồ lựa chọn. Đấy. Kia Morning các kiểu này, 2019 Kia Morning 2019 mới có 238 triệu. Hỗ trợ bao sang tên cho bà con các bác anh chị. Đấy. Còn đây Vios 2011 này, để cho bà con 109 thôi. Đúng không? Đấy. Đây con dòng này thì đặc biệt có một mẫu xe số tự động nhỏ gọn đời 2010 nhập khẩu. Chiếc Suzuki Alto đời 2010. Động cơ 1.0 nhập khẩu từ Nhật Bản về. À chiếc này nhập Ấn nhé, nhập Ấn. À mang nước sơn màu hồng thân thiện này thì số tự động bên em chào bán tại cửa hàng với mức giá 188 triệu, 188 triệu thì 180 là bán rồi còn gì nữa. Đây. Các bác nhìn này, đấy, nội thất đẹp chưa? Máy gầm nội thất không phải chê. Nói chung số tự động người ta không dịch vụ thì anh em mua xe số tự động thì chủ yếu là xe không dịch vụ nhé. Còn số sàn thì người ta anh em biết rồi. Kiếm tiền mà, chẳng ai mua số sàn phải đi chơi cả. Đấy, không nên lấy để chỗ giá rẻ đây, động cơ có 0.6 thôi, biển 24 Lào Cai đây. Em đang chào bán tại cửa hàng có mức giá là 190 triệu thôi bà con nhé. Đời 2009 luôn, 7 chỗ, rộng rãi này, đồ đằng sau để thoải mái. Vừa mới làm sơn về một tí thì em sẽ cho anh em đi dọn đẹp nội thất. Trong này thì có rất là nhiều đây, cả Kia Carven đời cao cũng có này, biển đẹp. Rồi thì vừa rồi khả năng ô tô vừa review báo giá cho mọi người qua một mẫu xe. Còn lại em nhân viên của em đi về khoảng tầm 20 chiếc rồi nhé. Khoảng tầm 20 chiếc em nhân viên người ta đi về hết rồi. Giờ mới tối rồi anh em đi về quê, về nhà ăn cuối tuần mới ăn dỗ tổ Hùng Vương trước rồi. Nên mà có anh chị nào mà muốn quan tâm những mẫu xe bên em thì có thể alo trực tiếp em đăng qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu những mẫu xe ở đây với giá rất là êm ái và mềm mại nhé. Hãy alo cho Khải Đăng, chốt giá thấp nhất có thể cho bà con các anh chị. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi clip của Khải Đăng ô tô. Xin kính chúc tất cả mọi người hạnh phúc vui vẻ, thành công may mắn bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo.